Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em Liễu ở Cao Bằng, hôm nay là phiên bán hàng ngày 11 tháng 6 năm 2022. Em lại bán hàng, mong nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị và các bạn. Các mặt hàng hôm nay em có lô hội núi Cao Bằng thuần vườn, có phi điệp thuần, có lô hội đột biến và có xanh Huế phan chí vàng tên Ninh Sần. Các bác muốn sưu tầm mặt hoa nào thì mua ủng hộ cho em theo số điện thoại 0989037668 nhé. Các bác có thể gọi điện hoặc là nhắn tin số điện thoại này, em cũng để kết nối Zalo luôn. Những mặt hoa đột biến em bán ra em sẽ viết chữ vào mặt lá như thế này để làm căn cứ bảo hành, các bác vui lòng không cạo đi nhé. Bây giờ em sẽ bán phi điệp trước nhé các bác. Chậu này nó tầm 12 mầm gốc các bác nhé, tầm 12 mầm gốc, nói chung là trên 10 mầm gốc. Chậu này em bán với giá là 250.000 nhé. Đây là chậu phi điệp số 1 này, nó đang chuẩn bị cho hoa rực rỡ luôn nhé các bác. Nó có nhiều cái thân đang cho cái búp nụ ra rồi. Nói chung là em có, em sẽ cố gắng giữ cái nụ này đi để các bác được ngắm hoa, nhưng mà nếu mà nó bị rụng ra một vài nụ thì các bác cũng thông cảm nhé. Tại vì là em cũng cố gắng gói thôi, nhưng mà nếu mà sợ bưu điện họ quăng quật thôi. Đây chậu đẹp như thế này, đây là chậu số 1 nhé các bác. Chậu số 1 ạ. Đây. Có 250.000 thôi các bác, đi vừa được ngắm hoa mà vừa được một chậu hoa rất là to nhé. Đây là chậu phi điệp thuần vườn số 2 nhé các bác, nó cũng đang đủ chuẩn bị ra hoa nhé. Chậu này em bán với giá là 200.000, nó gồm có tầm 7 mầm gốc nhé các bác. Đây là chậu phi điệp thuần số 3 nhé các bác. Đây, cây đang lên mơn mởn rất đẹp nhé, rất là nhiều mầm gốc này các bác. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cây rất đẹp các bác. Nó cũng chuẩn bị ra hoa nhé các bác. Đây nó cũng đang cho những búp nụ thế này rồi ạ. Này. Chậu số 3 này em bán với giá là 200.000 nhé các bác. Tiếp theo, đây là chậu tiếp theo em có chậu phi điệp số 4. Chậu này tầm hơn 10 mầm gốc nha các bác, tầm 12 mầm gốc này. Xum xê rất là to đẹp, nó cũng chuẩn bị ra hoa nha các bác. Đây, chậu này em bán với giá là 250.000 nhá. Đây ạ. Tiếp theo em có chậu phi điệp thuần số 5 có 2 mầm gốc nha các bác. Nó cũng chuẩn bị ra hoa này. 80.000 chậu này nhé các bác. Và đây là chậu phi điệp thuần số 6 nha các bác. Đây. Chậu này em bán với giá là 250.000 nhé các bác. Chậu số 6 ạ, nó cũng chuẩn bị hoa nhé. Ở đây em có khúc phi điệp số 7. Khúc này em bán với giá là 180.000 nhé các bác. Nó gồm có 3 mầm gốc và nó cũng chuẩn bị ra hoa rất là nhiều nhé. Tiếp theo em sẽ bán sang kiếm ạ. Các bác ơi, bây giờ em sẽ bán sang vàng quang hanh nhé. Vàng quang hanh em đã tách ra rồi ạ. Nó là một bông semi của dòng lô hội kiếm, mặt hoa rất là đẹp và nổi tiếng nhé. Em có tách ra được một chậu thôi ạ, để các bác sưu tầm nhé.
Em vừa mới tách cây xong nên nhà em không được sạch lắm, các bác thông cảm cho em nhé. Đây là vàng quang hanh hình số 3, em bán với giá là 160.000 nha các bác. Quy cách của nó là gồm có một mẹ một măng. Một cái này đã hoa tại chậu các bác yên tâm nhé, một mẹ một măng này. Tuy nhiên em vẫn viết chữ vào mặt lá để bảo hành cho các bác, cái lá gốc nó bị lỗi ở đây một tí nhưng mà làm giống ok, cây khỏe mạnh nhá. Đây. Cây nó cao hơn 2 găng tay của em nhé các bác. Đây. Đây hình này em bán 160.000 ạ. Hình số 3. Cây là láng nhé các bác. Đây là hình số 2 em bán là 150.000. Cây tơ nhé các bác, nó cũng đẻ con ở đây rồi. Đây ạ. Bên này cũng đẻ con rồi này. Nó cái lá bẹ nó khô lại nó sẽ có con ngay nhé các bác. 150.000, cái này em cắt nước nên lá nó sẽ hơi nhăn nhá. 150.000 hình số 2 vàng quang hanh này. Cây tơ tít nhá. Tiếp theo hình số 1 vàng quang hanh này. Hình số 1 là 2 cây nhé các bác. Cái này ở bẹ lá nó cũng có con rồi nhá. Em không cầm cái cây gậy về nên rất là khó quay các bác ạ. Đây này, con nó ở đây rồi nhá. Đây ạ. Ở bên này cái này cũng có mầm nữa này. Đây, còn có 2 cây. Mỗi cây mỗi bên một con nhá. 250.000 cho 2 cây này ạ. Cây to đẹp nhé các bác. Em có tách bạch vân kiếm ra nữa. Đây là mặt hoa bạch vân nở vườn đấy nhé. Em sẽ bảo hành mặt hoa bạch vân kiếm cho các bác nhé. Đây. Đây là hình số 4 nhé các bác. Hình số 4 cây tơ tít. Đang đẻ 2 con đây ạ. Này nó dính cái này, em bôi cái keo liền sẹo nó dính vào tí đây. Một mẹ thanh niên có 2 con tơ tít này, đẹp này. Hình số 4 này em bán 130.000 nha các bác. Tiếp theo bạch vân kiếm. Hình số 3. Hình số 3 gồm có 3 cây nhé các bác. 3 cây đây. Nó cũng đẻ rồi này. Đây, đẻ rồi này. Đây cũng đẻ rồi này. Nói chung là làm giống thì rất là ok nhá. Nó đang đẻ rất là nhiều con. Chẳng qua là vì là nó 3 cây dính nhau ấy. Thì bác nào lấy thì hình số 3 này em chỉ lấy 300.000 thôi nhá. Nếu mà tách bán từng cây thì em sẽ bán 130.000 một cây rời. Còn nếu mà lấy cả hình như này là 300.000 thôi nhé. Tiếp theo là hình số 2 bạch vân kiếm, một mẹ một măng này. Thân tơ tít một nhát cắt nhé. Chỗ này chắc là cũng có mầm rồi đấy. Đây. 130.000. Đấy là hình số 2. Còn bạch vân hình số 1. Hình số 1 là 2 cây một măng. 250.000. Đây này, ở đây cũng đẻ nữa này. Nói chung em chỉ tách những hướng tơ đẹp ra bán thôi nhé các bác. Còn những cây mẹ, cây bà nó thì em để ở trong chậu để làm giống tiếp. Đây, đẹp như này nhá. Hình này hình số 1, 250.000 này. Tiếp theo em sẽ bán sang vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng hình số 2 này. Hình này gồm có một mẹ một măng nhé các bác. Măng của nó cao hơn găng tay của em rồi. Hình này 150.000. Bên này không biết đã để cho em khó một tay nhìn khó quá. 150.000 này. Hình số 2. Đây là hình số 1, em chỉ tách ra 2 tép. Hình số 1 đây. Hình số 1 là 120 nhé các bác. Đây.
120, 100 cũng được này. Em viết ở đây 100 thôi. Bác nào lấy tem này cũng đẹp, thân to tít hướng ngoài luôn đây. Một nhát cắt có 100.000 thôi. Vàng cánh bầu Hải Phòng hoa rất đẹp nha các bác. Ở đây là hoa vàng cánh bầu Hải Phòng nha các bác. Đây hoa vàng cánh bầu Hải Phòng nở vườn em đây ạ. Hoa rất đẹp nhá, một bông lô hội đột biến có nguồn gốc ở Hải Phòng. Tuy nhiên là thân lá của nó sẽ nhỏ hơn lô hội những vùng khác một chút nhé. Nhưng mà tầm này nó cũng là cây trưởng thành, nó đủ để ra hoa rồi nhé các bác. Đấy là mặt hoa vàng cánh bầu Hải Phòng đây, để em quay cho các bác xem để các bác căn cứ làm mặt hoa để em bán bảo hành nhé. Tiếp theo em sẽ bán hồng vân giang ạ. Tiếp theo em sẽ bán hồng vân giang nhé. Đây là mặt hoa hồng vân giang ạ. Nhìn thấy cái móng tay thì các bác biết là tay của em rồi. Nó nở sốc ạ. Nở sốc đẹp như này rồi nhá các bác. Bình thường thì hoa rất đẹp. Em tách ra được hai hình thôi ạ. Thì nãy tách cho mấy bác kia nên nó bị dư ra ấy. Đây nhá, một mẹ hai măng này. Cái rất đẹp này. À, đây là hình số 1, em bán 400.000 nha các bác. Đây. Thế em có viết chữ vào mặt lá để làm bảo hành rồi nhá. Đây, một mẹ hai măng. Về các bác rất là nhanh, có 3 cây luôn nhá. Cây khỏe mạnh rất đẹp này. 400.000 hình số 1 này. Tiếp theo là hình số 2, gồm có một thân hai thân này. Ở đây có một măng nữa nhá các bác, một măng đây này. Hai thân một măng này, vừa mấy cắt ra cái rễ còn rất là đẹp nhá. Cái cây mẹ của nó lá nó bị côn trùng chích một tí ở đây. Hình này em bán với giá là 600.000 nha các bác. 600.000 ạ. Hai cây một măng. Nếu mà các bác thích lấy vàng quang hanh cả chậu, em cũng có cả chậu nhá. Như chậu này gồm có 4 thân cộng với một thân già, thì một thân già là không tính tiền nhé các bác. 4 thân này cả chậu 800.000 nhé các bác. Cây rất là to, đã hoa tại chậu rồi. Tiếp theo em có trắng tam kim nguyên bình Cao Bằng. Trước lúc nở ra hoa em có quay lên video vài lần đấy. Em bán 100.000 một tép nhé các bác. Tuyết ngọc kiếm 100.000 một tép. Ở đây em có cây xanh huế sần này. Xanh huế sần này. Một thân tơ. Một măng đây. Em bán 400.000 nha các bác. Em có chậu vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh. Em bán là 500.000. Đây ạ. Hai thân. Ở ngoài ra em còn có lô hội núi Cao Bằng thuần nha các bác. Đây một chậu như thế này em bán 100.000 một chậu. Nếu mà các bác lấy 2 chậu là 160, lấy 3 chậu thì là 200.000. Em sẽ gộp về bán như thế nhá. Nói chung là những mặt hoa sáng em mới lấy về thuần ấy. Thì là cái này ở vườn anh trai mà anh ấy để ở tầng dưới ấy các bác. Chả thấy nắng, cứ đặt để một đống nó chả ra hoa chỗ nào. Còn lúc trước cùng nhau đi tầm thì nở vườn em thì hoa rất là đẹp. Em có mật ong khoái rừng nha các bác, em bán 480.000 một lít. Em có chuối hột rừng nha các bác. Chuối hột rừng, cái này là chuối quả chuối chín rồi. Phơi khô nhá, nó gọi là chuối mật rồi. Những quả chuối rừng thì các bác biết bản chất của nó là nó có nhựa. Nó rất là thơm và ngọt khi mà ngâm uống nhá. Đây nhìn nó rất là bóng đẹp thế này. Đây. Đây ở trong nó có rất là nhiều hột nhá các bác. Này em lấy ra phơi còn chưa đông vào bao đây. Nó như này nhá, em bán 100.000 một cân. Bác nào có nhu cầu lấy đi làm thuốc hoặc là ngâm rượu, tiếp khách thì mua ủng hộ cho em nhá. Em ship khắp Việt Nam ạ. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video.
Bác nào có nhu cầu mua hàng nào thì có thể liên hệ đặt hàng mua ủng hộ em nhé. Em chào các bác ạ.